Đi. Đang đi chạy trời mua dịch. Công nữa. Đây đưa chú đem phải bỏ xe. Cái này 11 con trả tiền cho nó 220. Rồi 220 chút rồi mình về cái mình lại mình bắt. Dạ dạ. $10. Give me back $10. Yes, Let me make you one little hole right here. Okay. Lấy bỏ chuồng hết trơn. It's okay, it's okay. Right. Yeah. Yeah, we... Dương, cái này con chúc con trả tiền gà nó. Dạ, dạ, dạ. Hô đó rồi chúc già chú trả. Rồi. Thank you, sir. Thank you. Cái này hả? Sao không mua gà trống thế? Ở nhà ông đó không có gà trống, không đem lại có mấy con. Hai mấy con? Gà trống này bán sao nhiêu con ta? Ở nó. Đúng như vậy hả? Trống hả? Nó bán mình con gà trống rồi đi. Con này đẹp. 20 luôn đi. Đó, ông nói. How much is this one? Một con gà trống 20 luôn đi. 15. 15? 15. 15, 15 đồng à? 15. Con trống này hả? Yeah, but I want it. Take it. Alright, 15 đồng một con gà. Con này luôn, okay. Yeah, this one. Same. Two, price. Same 15. That one? Ya regresé, primo. Ya vino por la cabra. Trăm hai với lại 30 là 150. 250. 250 hả? Chục con 200 rồi. À. Ủa sao không trả giá đâu? Trả rồi, nãy đợi 25 đồng con á. Này là đã lắm á. Ông nó bắt chân viejo. Tráela. Mire, parquéese así en la orilla ahorita lo saco y se lo subo. Lo vas a ver. Ya voy bien, ¿eh? Họ đang thương nè. Nè, quay cân đi nè. Lương. Lương. Đang mua gà. Lại đây. Vô đây. Ở đâu chỗ nào? Đi vô luôn, đi thẳng vô luôn con. Thẳng vô luôn. Gà về rồi mình kêu là dạo luôn. kiếm con vịt xiêm máy. Xiêm máy nè. Đây là chợ mấy gà tây nè, mua luôn chết đi. Gà tây bự nè. Mua nhiều cũng tiền thôi. Mua 3 con ha, 2 con mái con trống hả? Đúng rồi, mua về đủ chơi rồi. Mua nhiều nhiều. 2 mái con trống đủ rồi. Nhưng gà con này bự quá ha. 40 đồng con nãy trả giá rồi đó. Về nè. Thỏ đây nè. Mua mấy con? Con trắng hai máy thôi. Rồi dạy lại về nó chết làm sao? Chết qua đây mua nữa, thiếu gì con đâu phải. Mình đúng ra anh chơi hoài mà. Vậy hả? Cái con này còn mẹ. Hai gà trống con mua nhiêu? 15 đồng con. Được. Dạ. Không có trên giá đó đâu phải không? Dạ. Bị gà máy đẻ thì gà này nó bị què sao đó. Nó đi cái cà giật. Okay. Không đâu có bắt nó đâu, kiếm con nào tốt bắt chứ ai bắt. Giờ bắt hai máy con trống. Xe đủ chỗ để không chú? Đủ dữ hết chứ, muốn mua cỡ nào chú cũng chở được. Vậy hả? Nè, mấy mày quay phim cho tôi đi. Không, tôi đang giữ cho em mà. Để tôi dậy đó cha. Đó rồi, khác đó, khác. Anh đang vô con gà trống mình bắt á. Hai cặp em mới điện thoại.
Ở đây là trống chứ hay là máy vậy? Trống. Trống nặng dữ vậy hả? Gà này chắc nó chứ phải. Chắc chú mua rồi chú biết. Ba con nào thấy tốt? Con này tốt nè. Đánh lù đù quá à. Máy con này nè, thấy không? Mắt con này nè. Đâu anh đẩy nó coi nó sợ coi. Nó có nó vậy nó mập quá mà anh biết. Nó như cục sắt vậy đó. Cái lượng nó không có pin sương nữa. Nó mô rồi em biết mà. Ở dưới nó có dựng giống máu à, ở dưới vào bụng đó đó. Con này là coi dưới bụng nó sợ nó cày á. Có cái cày không? Có. Bắt 4 con đó thì ổng đãi cho 40 đồng con. Mình bắt con trống 3 máy. Ừ, con trống 3 máy thôi. Con trống 3 máy đủ rồi. Con có mấy máy nha. Có 3 máy à. Ba này đẹp không? Ok. Tính là ba con tính bắt máy phải không? Ba là máy con trống. Ok. Yeah. Ok. Hold right now. Lấy là ai combat, ai go home, ai go. Ai biết chấm lại, lắm là có người lại mua trứng con gà. Đúng. Dạ, cái chứ, mình làm dấu chứ con. Một giây mình làm dấu chứ. Một giây chứ mình làm dấu đó, mình đâu có cho nó lấy được. I don't like. Tôi tính đánh dấu những con mình mua, hiểu không? Nó kêu đánh dấu con nào không mua thôi. Gà này chắc 40 pound con nè. 40 pound con, 40 đô một con. Nó không có xương, nè, nhờ có chú Hiệp dẫn đi chợ farm. Chợ này là bán đủ thứ con thú luôn. Trời ơi, con gà con nào con nấy nặng khủng khiếp. Gà tây chị. Con này mua một cái là mấy chục người ăn á. Nào mình về mình lại pick up. Ok, muốn trả tiền. À, 4 chồng con vậy là 4 con nhiêu tiền? Tôi lấy mấy tí nhân nhiêu? 160 hả? 160, ok. 160. Mấy mi. Oh really? They don't let you record it? Anh nói không có recording. Từ. Nó bán cái kia là nó có ăn rồi, cái này nó bán dấu. Khẹp thích con nào không? Thích thỏ hả? Thích thỏ đen hả? Nhà mình nhiều thỏ lắm mà.
Ok đó, đi đó, hồi đó đi ghé đó đi mua thỏ cho. Cảm ơn guys. Let's go. Đi lại mua con khác nữa. Dạ. Giật sim hả? Ồ đã vậy. $15 con hả? Con này là 15 đồng, dịch à, máy. Dịch máy được á chứ. Con này chú trả 5 đồng con lấy hết. Dạ. Ba con thích. Con này nên dịch, con dịch trắng đen. Dịch tàu á. Dịch tàu á. À. Dịch mình bắn ở ở sau nhà mình đó hả? Ờ mình bắn ở dịch tàu nè. Nhỏ không? Bự không? Lớn. Mua hết luôn nguyên bài luôn hả? Ờ mua mua hết. $5 I pay everything. Nè, $10 I pick up everything. You know? Ok, I pay mua chuồng, you know? Mua cho là tôi trả nhiều ấy. Good. Chim cút đây kìa. Mấy thằng bên mua hết trơn, ổng về ổng phóng xanh hết trơn. Mua được dịch máy này ngon nè. À, mấy 15 đồng rẻ hả? Ừ. Anh mua dịch cấm nhiêu ta? Cũng 15 đồng. 15 đồng. Dịch máy này. Cái này có thả cho dạng đẹp lắm. Con này tơ nó còn lâu lắm mới đẻ đó. Yeah. Tơ luôn. Có gà ri kia. Gà ri kia. Gà đây là gà ri nè. Ồ khẹt đâu ơi. Ờ khẹt đó hả. Ông nội nuôi mua gà ri cho gà ri ông nội. Con này con gà ri nè con. Nó là gà ri đó. Con là cái gì vậy thôi? Quá này. Rồi 20 con. À, 5 đồng con hay 10 con là 50, 100 đồng. 100 đồng. 100 đồng với 115. 101. 101. 101 hả? 101 rồi chú chạy giá. 100. Quay phim quay phim. $100. Mình đi đợt này về là nó đẻ rồi ăn chết luôn á. $10. Gì? Nó đòi gì anh Hiệp? Xin thêm 2 đồng nữa. Phải không? Có đầu quay đầu chả với người ta làm gì không biết nữa. Rồi rồi thôi. Ok không ok. Nó bị gì vậy? Đem xe luôn anh Hiệp hả? Nắng chết không? Dạ nặng lắm. Để đi đừng đem ra xe nắng chết á. Anh để chung gà nè lắc lên mà chết gì luôn. Gửi chung cho ổng gà đi. Lá hồi đem lá hồi lấy. Đây là mai chắc cả muốn chụp lên tè ai kè đài gì vậy đi go happy ok lấy được ai go lao đây đi chỉnh đây nha. Later. Okay. Later, come back. Later. Đây là chợ Mễ bán đủ thứ con, chỗ này vui quá ha. Có ngựa rồi, có cừu rồi, có gà rồi. Gặp gì rẻ, mua hết mắt không mua. Tía đâu rồi? Không chạy đâu nữa rồi. Ri đâu? Phải coi chừng em nha, để mất em à. Phải không? Chắc ăn không chứ, khỏi rồi. Tích. Nè, kê. Ở đây bắt cóc nít
Ở đây hả? Quên lậu, đây hết thúng rồi thôi. Hết rồi, xuống đây. Đâu á, sao đẹp. Đấy nào gì? Đây. Mua rồi, mua nhiều lắm rồi, thì gà thỏ đâu. Ok, lát hồi lại lấy. Thấy không? Thấy nó bán quá, gấp nó bán mắc lắm hiểu không? Ừ, lát hồi lại. Như vậy là có giá cho nó lắm rồi. Ồ, gà lôi đẹp quá tí. Sao? Kiểu nó không có bự nữa đó. Vậy hả? Ừ. Ồ, gà này gà gì đẹp quá vậy? Cái giống gà này giống mình xin nó bự quá anh Hiệp ha. Giống gà mua nãy á. Gà Út Châu á. Ừ, gà Út á. Mua dễ đá mà không banh bọng cho thôi. Gà nồi. Cái gà đen đường nó đá. Còn con gì nữa không? Cái chùa này bán mắc lên đỉnh. Ờ vậy hả? Dạ. Trả 20 đồng ngày ở đây ha. Dạ, 20 đồng. Vui vậy chứ. Ngựa đẹp quá ha. Ngựa này ngựa lùng á hả? Ừ, người này nhỏ con ấy. Ờ vậy hả? Người nhỏ xíu vậy hả? Người cỏ chút xíu à. À. Mà không có xe chở. Không biết đem xe ra con mua nhiều lắm. Thử không có chỗ chở. À con heo nè. Con này heo gì vậy? Bảy nhật đi chơi vui chứ. Nè con nói con xe này. Con nói cho Yo que les hablo para que vayan para el fin de semana. Ahora, vamos a ver la compañía de José, Del y Carlos. Yo les hablo. Órale. Ahora después ya estamos. Gracias, Dạ hả? Ông mới có lấy con này ông đẩy vô đây nè. Đó đó, nó đang mở cửa đó. Nó đang mở đó. 150 con. 150 đồng á? Heo gì mình 150 đồng con? Khùng hả? Mà con này nó có bự nữa, nó vậy á. Sao không bự? Con ơi, nửa thành tạ luôn á. Dạ, thấy vô quá à. Heo mỏi mình nè. Thôi quá. Đuồn con đi. Nhà chỗ đâu nuôi. Ỉa thúi chết. Ông mau nó có hai ngựa dễ thương lắm con, tí xíu à. Thì thấy không? Không, ông thì mình nó mua không được, ông về cái nó kéo về nhà luôn. Ờ vậy hả? Ờ nó dễ thương lắm. Bữa nay mình trúng bánh được mấy con gà. Ừ. Đi kiếm dịch xin thế này. Thấy không? Đây. Trời, dịch đấy kìa đấy. Dịch con nhỏ quá bằng cắn cái à. À chết hả? Nhỏ quá phải không? Nó luôn có được đâu. Dịch sim nó quá nhỏ. Mấy cái người mà người ta chạy xe ra người ta bán á thì nó rất là rẻ. Còn mấy người mà ở đây mà ấp chuồng anh đừng bao giờ tới tới. Ồ vậy đó hả? Ừ nó bán á. Ừ vậy đó đó. À, đúng rồi. Người ta trong cơm người ta đem ra anh mua rất là rẻ. Nó bán có lời chút đỉnh là nó hảy à. Vui. Gà tay trời rồi con nào nấy bự vậy mà có 40 đô hả? Giờ con thả ra ngoài luôn đừng nhốt chuồng. Dạ. Ăn cũng lời nữa thấy không? Nó nặng cái cục sắt vậy đó. Ờ thú là hết rồi. Ở đây thôi. Bên kia nó bán bù lon tán quần áo rồi trái cây kêu bán ngang rồi kia. Giờ này nó tan rồi, sáng nó đem ra shop người ta mua hết rồi. Dạ. Hồi nãy cái máy dịch mà nhỏ nhỏ lứa lứa anh nó còn đông ghê cái tôi chứ bác mà nó mua hết trơn. Hồi nè, có thêm dịch kìa. Sơn. 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 Everything. No. I pick up everything. Không mua nữa, anh heo nhiều lắm rồi anh heo ơi. Hai dịch heo, dịch sim này. Dịch sim hả? Ồ, dịch sim này, đúng. Lớp kia đó. Cái kia dịch cỏ, dịch sim, dịch ăn dịch sim nè. Cái này dịch sim nè. Hỏi hai con này nhiều rồi. Tô. I remember, you don't remember me. You know? The dog. You know the dog, I don't sell, I give everything. You know, yeah, me la very okay.
Này dịch chim mình mua hàng trống á con. À. Còn máy nó đó. Mà giờ sao biết dịch trống dịch máy? Ai biết đâu, vợ nhỏ sao biết được. Đây đó là 8 đường con. Hả? 8 đường con hả? Dạ. Yeah. Bán được chứ con. 8 đường con dịch. Ừ. Dịch này là dịch sống nè. Dạ. Dịch xin. Con kia hai con đồng không? Bán hai con đi. Ê, $7. $7 one more. I pick up two. That $10 one. Hả? You got it two? Yeah. You got it two? $8. You got it one? $10. Thôi, 15 đồng hai con rồi. Sẵn tiền rồi. $50 hả? Cung. Mẹ. Ok, pick up. Này dịch chim hết nhịp. Chim. Chim. 8 đồng con. 8 đồng con dịch. Cho nó 15 đi. Nè, return $5. Return $5. Nó bằng cái giống như mình mua hàng dịch trống với con dịch máy này. Nó, lấy cái bọc bỏ vô. Trời ơi, tụi này giờ mua đồ chơi hả? Con mua đồ chơi nữa hả gai? Xong chưa? Mua gà xong chưa? Ừ. Gà này mua còn ngon lắm con. Dạ hả? Con gà ăn ngon lắm. Ồ, con này kêu ghê vậy. Gà sao? À, con này đã vậy. Mua gà sao, chú lại dẫn chỗ rẻ mua. Chỗ rẻ đó. Nó chuyên môn là ra gà sao không. À. À, muốn mua chú dẫn mua, đừng mua vậy. Nó có bông sao mà nó ở trong giường con là bảo đảm không có con rắn nào. Thứ này vậy luôn á. Ghê lắm. Ăn rắn hả? Ờ, nó, rắn là nó mổ gãy sống hết trơn. Ghê vậy hả? Mà chú có chỗ mua, rẻ lắm. Đừng mua đây mắc lắm. Muốn mua, no, it's okay. Hỏi bên đây nhiêu con à? Hỏi gà sao đây nhiêu con? Thầy để đi. Hỏi thử coi. How much is the gig? 25. 25 đồng con. Dạ, yeah, thank you. Dê kìa. Mình có cầu mà chưa có dê. Dê đây nè. Đẹp quá, đẹp không? Mướt vào chân. Thôi dê nhà mình ha. Đẹp. Nè. À, dịch sim kìa. Còn dịch sim. Ồ, có hàng gà sao đẹp quá kìa. Con gà nó, con biết nó đẻ 6 tháng á. Dạ hả? Trời ơi, đây có hàng gà tay bự nữa nè. Nhiều quá vậy đó. Kìa. Về con. Đây, hi, chào mọi người, đây là khung cảnh chợ farm. Có gà, có dịch gì đem qua đây bán. Còn muốn mua gà, mua dịch, mua gì đó thì cũng ra đây mua.